À, mình mua căn này là từ 2019. Đến đây thì rất là hài lòng, tiến độ rất là nhanh và cũng rất là ưng ý. Trước tiên thì mình để ở, và hiện tại thì cũng chưa có điều kiện để về hẳn ở đây, cho nên là tạm thời là cho bên Nova thuê lại. À, mình thích nhất là ở đây là cái khí hậu và thời tiết ở đây mình rất là thích. Vì nó vừa có biển, vừa có rừng, rất là mát mẻ, giống như bây giờ này. Thời tiết rất là nóng mà mình đứng đây là cực kỳ mát, đúng không? Mình thích cái biệt thự Lagoon này là vì nó là mang cái phong cách rất là giống của châu Âu, rất là ở Hà Lan, và mình đã có từng đến đấy rồi. Nên là mình rất là thích cái dòng kênh ở đây. Cho nên chính vì vậy mà mình đầu tư cái căn này.